phía bên trái là cái cảng vụ hàng hải của Kiên Giang đó các bạn. Và phía bên phải này là bến phà cao tốc Thạnh Thới đó các bạn. Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Mình có chuyến du lịch đi Phú Quốc và bây giờ là mình đang chờ ở phà cao tốc Thạnh Thới. Vì mình mang xe theo các bạn, xe 7 chỗ đó, cho nên là phải đi phà để cho nó thuận lợi khi qua Phú Quốc thì mình có xe mình đi. Ra Phú Quốc thì mình đi tàu cao tốc ở đây nè các bạn ha, nếu mà đi hành khách bình thường. Còn nếu mà đi mà có phương tiện như mình đem xe 7 chỗ thì mình lại phải đi phà cao tốc. Ở đây là cái bến phà cao tốc Thạnh Thới các bạn, phà đang đậu chờ các bạn. Một xe Honda là lên phà các bạn, còn ô tô thì đang chờ để sắp xếp khi nào lên thì nhân viên bến phà họ sẽ cho mình lên, thì mình đang chờ ở đây các bạn. Giờ xuất phát thì theo như lịch đạt đó là 12:50, nhưng mà mình ra sớm ở khoảng hơn 12 giờ là mình đã ra tới đây rồi. Là mình chờ các bạn để cho nó không có bị động về thời gian. Đó, phía trước đó là coi như hồi nãy mình nói là cảng vụ hàng hải của Kiên Giang đó các bạn. Phía trước á, ở đây thì có một cái tàu cao tốc nó chạy với lại phà chung đó các bạn. Về thời gian đi phà theo thông báo chung là khoảng 3 tiếng 30 phút đó nha các bạn. Thì đó là cái thời gian coi như là phà cho mình hay như vậy. Có thể nó đi sớm hơn, tức là thời gian ngắn hơn nếu mà trên đường đi không có bị cản trở được nhiều đó. Nói chung là nó thông thoáng đó các bạn. Còn đó là phía đó là cái nhà ga của phà cao tốc Thạnh Thới tuyến Rạch Giá Phú Quốc đó các bạn. Đang ở Rạch Giá, bến Rạch Giá các bạn. Đây đây là tàu Thạnh Thới nè, Robot Fast 3 chín này có 16 nè các bạn. Phà thì nhiều dạng lắm bạn. Đây là cái văn phòng của nhà ga và cao tốc Thạnh Thới Rạch Giá Phú Quốc. Đây là cái phần đặt vé của mình, các cái giá tiền giờ thế hành. Cái này chỉ là tham khảo thôi nha các bạn. Trong cái lúc mình đang đi thì có thể là nó sẽ thay đổi. Phà bắt đầu xuất bến đó nha các bạn. Sát bãi phà, phà đang di chuyển lần lần ra các bạn. Ở dưới mặt biển hình như lục bình rất là nhiều các bạn. Miền Tây nói chung là lục bình từ sông ra tới giáp biển, lục bình quá nhiều. Mình đang đứng quay là trên trên cái cabin, cái bo. Và đây là cái khoang dành cho hành khách, thì nó nằm ở phía trên, khách đang coi như là di chuyển lần lên đó các bạn. Còn phía dưới là hầu như là để xe nha các bạn, ở dưới nguyên một sàn ở dưới là để xe không. Bắt
đầu di chuyển rời bến Rạch Giá đó các bạn, ở ngoài biển nhìn vào các bạn, thành phố Rạch Giá các bạn. Phao tiêu các bạn, phao tiêu đỏ đỏ các bạn. Rồi ở ngoài biển nhìn vào thành phố Rạch Giá, coi như nhà các cái cụm này là coi như là rất là đắt đỏ đó các bạn. Ôi lục bình, quá trời lục bình, hình như lục bình đúng không ạ, quá trời lục bình. Đây là khoang khách như thế mình nói đó. Ô, khách đang ở trên này thì thường là khách ở đây là chủ yếu là đi là họ mang xe theo các bạn, cho nên là đi phà thì xe để dưới và khách lên phía trên, ngồi trên này. Con trai con dâu với bà xã mình ngồi trong kia, con gái cháu nội hai đứa, người con dâu, con gái cháu nội. Rồi xin chào hai bạn trẻ đi trên phà. Rồi bắt đầu ra xa xa đó các bạn, tàu bắt đầu tăng tốc các bạn. Biển gần bờ vẫn theo cái tính chất chung của biển miền Tây các bạn, là nước đục do phù sa sông Mekong các bạn. Rồi tàu chạy càng ngày càng xa các bạn, quay lại nhìn thành phố Rạch Giá. Rồi ra ở đây nước vẫn còn đục các bạn, đặc tính của biển miền Tây là nó là như vậy. Cái lộ trình mình đi đó là 43 hải lý và tương ứng với đất liền nó là 80 km nha các bạn. Rồi khoang hành khách đây các bạn, thì như nãy mình nói đó, hầu hết là khách đi đây là hầu như là mang theo phương tiện và thành ra là họ đi trên trên cái thuyền phà này lên cái khoang dành cho hành khách. Còn nếu mà hành khách mà đi bình thường á, không có phương tiện á, thông thường thì họ đi tàu cao tốc đó các bạn, thì cái đó nó chạy nhanh hơn phà. Phà thì theo thông báo là nó là 3 giờ 30 phút nha các bạn. Có thể này sẽ sớm hơn khi đường nó thoáng á, trên biển nó thoáng. Rồi ra khá xa rồi các bạn. Giờ nhìn lại Rạch Giá trên cái đường chân trời ấy, rất là nhỏ. Thấy thì vẫn thấy nhưng mà rất là nhỏ. Nhà cửa đồ nói chung thành phố còn rất nhỏ, nhìn thấy rất nhỏ ở cái đường chân trời. Rồi đi qua một cái tàu đánh cá các bạn phía bên trái. Lúc này là tốc độ tàu chạy cũng nhanh lắm các bạn, tại mình quay ở trên cao á, còn nếu mà quay sát mặt nước là rất là nhanh, nhìn thấy rất là nhanh. Hai tàu đánh cá phía bên trái. Mình đứng trên cái tầng cao á, quay
Rồi ra tới đây là tương đối là xa lắm rồi nha các bạn, thành ra là nước biển không còn đục nữa mà nó thông veo rồi, nó xanh rì luôn các bạn, và cái độ sâu cũng lớn đó. Rồi dưới Phù Sa nó không có ngoài này mà là biển luôn, xanh rì luôn các bạn thấy không, sống để coi 1, 2, 3, 4 hình như là 5 chân vịt đó nha các bạn, theo cái bọt sóng á mình thấy là như vậy, là 1, 2, 3, 4, 5 chân vịt đó các bạn, nó chạy như vậy đạp 5 chân vịt. Ồ, sóng quá trời luôn, có chim bay ở ngoài biển luôn các bạn, chắc có lẽ là chim hải âu thì bay xa bay ngoài biển các bạn. Ôi biển xanh rì luôn các bạn, nghĩa là nước trong veo đó các bạn. Quay cái tốc độ sát tàu mới thấy cái bọt sóng bọt biển. Trụ điện qua biển rồi đó, mới cái trụ điện xa xa là trụ điện biển, trụ điện qua biển đó các bạn. Chứ anh phải này là nó giống như là có những cái đảo nữa các bạn, từ trong tiền đảo Trung Quốc nó còn có nhiều đảo, thì bên phải này có một đảo nè các bạn. Rồi đây là cái khoang ở dưới đó các bạn, hành khách mình ngồi trên tầng trên này nè đó, cái sàn trên đó, còn ở dưới là xe không nha các bạn, đa số là xe 7 chỗ. Còn cái mâm phà này lúc mà lên đó là nó hạ xuống sát ở đường để mình lên, rồi bây giờ tàu chạy là nó kéo lên nó che luôn các bạn, che xe lại luôn. Hai cầu thang bên này để lên tầng đó. Cầu thang bên đó đó, với cầu thang phía sau lưng mình đó, đó xe đó các bạn. Xe trên phà cao tốc đó các bạn. Đó, có xe của mình cũng có đó nữa cả, ba cái ở xa xa, xe mình ở giữa. Với cái phà mình đang hiện hữu, mình đang đi đó, thì cái sàn dưới này hầu hết là xe không có khách. Rồi lên trên đó, cái sàn trên phía trên này, lên trên này nè, coi như là khách ngồi. Xe là xe, đây là phà. Tại đi Phú Quốc mà mình mang xe theo á, qua bên Phú Quốc rất là tiện các bạn, khỏi phải chờ kêu xe rồi bên xe thuê rồi bận lắm các bạn, mất thời gian. Rồi đây là hàng loạt cái đường dây điện mà từ Rạch Giá đưa ra Phú Quốc đó các bạn, cái đường dây này là 220 kV nha các bạn. 220 kV. Cái tuyến đường điện này á là dài nhất của khu vực Đông Nam Á nha các bạn, từ đất liền ra đảo Phú Quốc á, từ Rạch Giá ra các bạn nha. Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2022, tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tổ chức lễ đóng điện giai đoạn 1 công trình đường dây 220 kV vượt biển Kiên Bình, Phú Quốc. Mạng lưới điện này là 3 pha 4 dây nha các bạn. Đó. Và theo ước tính đó, là cái công suất của nó là gấp 5 lần cái công suất hiện nay mà Phú Quốc đang sử dụng nha các bạn. Và nó đã chia tải cho cái đường dây cáp ngầm trước đây mình có đó là 110 kV, là mình có cáp ngầm để cung cấp cho Phú Quốc rồi, nhưng mà cái đường dây cáp ngầm đó 110 V nó đã bị quá tải do cái tiêu thụ của Phú Quốc lớn đó. Còn đường dây này gấp 5 lần cái tải hiện nay mà Phú Quốc đang sử dụng các bạn, thì rất là nhiều.
Và một lát nữa thì nếu mà cặp ở bến ở bên phía Phú Quốc là cặp ở bãi vòng Hàm Ninh Phú Quốc nha các bạn. Và Phú Quốc cũng đã lên thành phố rồi nha các bạn. Lên từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Mình đang quay xuống phía dưới mặt biển với lại cái mạng của phà đó các bạn. Rồi. Đó là như sống cái bọt biển thấy là năm cái chân vịt nha các bạn, 1 2 3 4 5 chân vịt đó. Cái phà này tới 5 chân vịt các bạn. Rồi, đã cập bến rồi nha các bạn, như nãy mình nói đó đó. Là nó sẽ cập vô bến Bãi Vòng Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc nha các bạn. Phà đang cập dần vô cầu tàu đó các bạn. Cái này hơi ngược sáng chứ, tại mặt trời đang lặn nước đó. Đó, vậy là coi như cả nhà mình là đã đến Phú Quốc rồi các bạn. Đó, phía bên kia là một cái phà đã cập rồi đó các bạn. Và mình cập trước này. Sắp cặp vô đó các bạn. Rồi như vậy là mình đã lên bến phà Thạnh Thới nha, nhà ga ở bên phía Bãi Vòng Hàm Ninh Phú Quốc nha các bạn. Và xe mình đã bắt đầu đi ra khỏi cái bến phà này nha các bạn. Rồi vậy là đã đến Phú Quốc nha các bạn. Cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Mình sẽ quay tiếp từ đây cho đến là Răng Cưa ở Bắc Đảo nha các bạn. Các bạn xem tiếp. Mình cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn rất nhiều. Tạm biệt. Bye bye.